Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay lên siêu phẩm cho bà con. Và đây ông anh em vừa mới bóc với ghe lên được một cục máy mà nó mới, nó đẹp quá. Thì thôi tiến hành em không có làm clip chung. Em tách thằng này ra clip riêng nha cô chú anh chị. Siêu phẩm. Yanma 4BH. Bé kim, đời cao nha cô chú anh chị, làm 95 ly. Câu này để em coi coi. Ủa? Đâu rồi ta? Đây, cái lắc nó toàn luôn nha cô chú anh chị. Mà cái lắc này thì cô chú anh chị mình nhìn thì mình né được nhiều thứ lắm nè. Trong đây nó ghi có 20 ngựa, 1.600 thôi. Con này là nó 50 ngựa, 55 ngựa, 2.700 tua. Hộp số là 3.63. Cái lắc này đỡ được nhiều thứ lắm nha cô chú anh chị nha. Nhiều cô chú anh chị làm biển rồi này kia nè, cần những con máy mà nó có cái lắc như vậy, nhẹ tiền nhiều lắm. 55 ngựa 2.700 tua nha cô chú anh chị. Mới tin nè, rất là đẹp luôn. Nước sơn này là nước sơn nguyên rin, nguyên rin nha, và dạ, không dặm tuốt sơn phết gì hết, tem bọng nó còn. Bốn máy bé kim nó đẹp long lanh luôn cô chú anh chị, xuất sắc thiệt. Máy hộp số bơm gin trong nó dày nè cô chú anh chị. Đã thiệt chứ. Máy với ghe lên đẹp cỡ nào đẹp thì cũng bán theo giá đã qua sử dụng nha cô chú anh chị nha. Này, chứ không phải thấy đẹp rồi cái đăng lên là máy nghĩa địa rồi này kia đâu. Đây, và tổng chi tiết 55 ngựa 2.700 tua, lòng 95, bé kim, heo ti. Dạng heo nó không nhỉnh thở luôn mà con. Chì nữa nè, còn chì luôn nè. Cần ga nó mới vậy nè cô chú anh chị. Cần tắt. Đã qua sử dụng nha. Giang ma dưới ghe mang lên thì bán như vậy thôi. Ốc tán quá xinh luôn. Đây cần ga nha bà con. Chút xíu nữa sẽ nổ máy thử con này cho cô chú anh chị. Lắp liếc em nó mới tin à. Kiểm tra định kỳ thì mở cái này ra. Có vệ sinh bên trong á, rửa ráy bên trong thì mở cái nắp này chứ không cần nhấc cái máy nha cô chú anh chị. Dòng Giang ma dễ lắm. Mở này ra là nhấc lên thôi. Kiểm tra được miếng dên, cốt rồi luôn. Còn cái dây ben đồng hồ báo nhớt nè, cho luôn hả anh chủ? Cho hết luôn. Thôi được cái đồng hồ báo nhớt, dây ben này đỡ tốn tiền được mớ nữa bà con. 55 ngựa 2.700, hộp số em nói đây. Con này cái chạy đã nè bà con. Cốt đưa hộp số mới tin luôn. Con máy chất dữ vậy ta. Chân cản có nè. Dạ. Cái gì anh? Trời đất ơi. Còn gì nói nữa cô chú anh chị ơi. Ghê vậy ông nội ơi. Trời thôi em báo giá luôn cho cô chú anh chị mình nè. Giá nhiêu anh chủ? Giá 44 triệu tao ơi. 44 triệu. 44 triệu. Có khuyến mãi gì cho bà con không? Có bớt gì không? Vậy sao quá mình phụ tiền xe chút đỉnh. Rồi ok, vậy là có bớt tiền xe cho bà con mình về nha. Cái gục nước ngọt thì hỗ trợ cho bà con, hiện tại thì nó chưa có. Đúng rồi, tại đây ta xài nước ngọt ta không có gắn. Máy này chạy dùng nước ngọt nha bà con. Ví dụ chạy nước mặn này gắn vô dynamo rin của nó luôn nè. Đã chứ. Bơm nước kim nè. Không la gì hết. Ốc số 7. Máy nguyên kim luôn mà con. Giá có 44 triệu thôi. Tình trạng thì dưới ghe bốc lên thì bán đã qua sử dụng cho cô chú anh chị mình nha. Yanma 4BH bé kim. 55 ngựa 2.700 tua, lộng 95 ly. 3.63. Ủa con nãy chạy cánh nhiêu anh? Này hả? Này thường thường như nó 7 tấc 4. 7 tấc 4, 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 7
sinh cho cô chú anh chị mình. 44 triệu à trời. Dạ anh em mình lết tách máy ha. Máy gì anh? 40H em ơi. Rồi. Máy này hơn cái điện. Trời ơi trời. Đã qua sử dụng nha cô chú anh chị. Nổ thử cho cô chú anh chị mình. Đâu rồi? Trời ơi cái garanti. Con nhớ còn bơm. Trời ơi. Trời ơi. Không nghe chạy không? Mở hàng. Cui anh cui. 40H nha cô chú anh chị. Mất kịch kìa nó cái đường. 55 ngựa. 2.700 đô. Trời ơi đẹp quá, nhắm mới tin. Máy bé kim ra thi rầm luôn. Con này chạy câu lôi cực kỳ đã luôn cô chú anh chị. Ra thi quá chị nhiễm luôn. Thử số luôn nè. Bà con nào mua về sử dụng câu lôi đào sim, mũi te,
lấy con này thích hợp lắm nha cô chú anh chị. Vào những video tiếp theo và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới nha, khoái bé này alo trực tiếp cho anh chủ giùm em 44 triệu à. Quá đã. Để giới thiệu cô chú anh chị thì đã có gì Isuzu 93 ly 4GB1 thủy nha, này nha cô chú anh chị, Isuzu 4GB1. Và tình trạng con này thì đã qua sử dụng, cốt bếp hơi chuẩn, chì nó có nè cô chú anh chị, đây là cần ga, cần tắt, đây bơm nước gin có luôn nha bà con. Nên coi cái đầu nước ngọt có còn không cho cô chú anh chị mình. Con này thì đã kiểm tra xong rồi, xong hết rồi. Dạ sơn phết luôn. Ủa cái đầu nước ngọt có không ta? Ủa con này đầu nước ngọt còn không anh? Anh Mười ơi, con này đầu nước ngọt còn không anh? 93 còn, đầu nước ngọt còn nha cô chú anh chị. Isuzu 4GB1 thủy. Con này 3.100 tua, 60 ngựa, lòng 93 ly, 4 máy bếp kim nha cô chú anh chị. Ở trong nó mới tinh nè trời. Máy kiểm tra xong nha bà con. Bao cốt ếch, bao dàn hơi, bao nắp lốc luôn. Nó cái bét nó có chút xíu vậy nè cô chú anh chị. Nó lắm mâm vậy không ạ? Tiết kiệm cực kỳ luôn. Đây, 60 ngựa 31 tua nha. Ôi ôi, dàn heo dầu đã quá bà con. Còn bấm chì luôn nè. 4GB nha cô chú anh chị, máy thủy động cơ hôm nay có hàng rồi đó. Dạ chân cẳng nó có sẵn nè. Dìa siết xuống là chạy thôi. Dạ chứ không có cần làm sắc si sắc gì hết. U ly rảnh đầu, còn hai rảnh. Đâu anh kiểm tra em coi còn cái ruột không anh ơi? Đi mua sạc có luôn. Còn ruột hộp số MG. Số này tầm khoảng 2 tua lẻ nha cô chú anh chị nha. Ở đây, cái lắc còn luôn nè cô chú anh chị. Giữ gì ta? 3 tua 1. Có lắc luôn nha cô chú anh chị nha. Máy này còn chuẩn đồ lắm. Cốt bếp hơi chuẩn. Lắc số có, lắc máy có luôn cho cô chú anh chị mình. Mua đẹp luôn. Còn không? Còn đầu nước ngọt nha cô chú anh chị. Giá nhiêu anh? 45 có 45 triệu thôi cô chú anh chị. Toàn bộ bao nguyên cục cho bà con mình, giá 45 triệu, Isuzu 4GB, 93 ly nha, 60 ngựa bằng 1 tua. Con này thường thường về cho mấy bà con ở dưới vùng dưới nè, Cà Mau, Kiên Giang nè, chạy giỏ tốc độ, cần nhẹ sát như 4GB á, thì hôm nay có hàng, 4 mấy triệu rồi nha bà con. Rồi, tiếp tục clip test nổ, mình nói cho bà con mình luôn. Quá chất.